một ngày mới bắt đầu, Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị, anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó, thì chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Thì đáng lẽ ra là ngày hôm qua thì mình giao 10 con 3B này cho ông anh Renekleck. Đó, vận chuyển nửa đường là lên tới Ea Leo. Đó, còn anh nhà ở đâu nữa thì anh lái xe nhà ra anh đón anh đưa về. Cho mình thì mình vận chuyển tới đó, anh nghe nói xa lắm cả nhà. Đó thì về tới anh về tới trại của mình đây, xem và mua bò thực tế, chốt hết cả lô 10 con 3B này, đồng giá là 25 triệu mình để cho anh. Đó thì ngày hôm qua chưa chuẩn bị được tiền bạc nên là mình chưa vận chuyển, hay là anh coi ngày mình không biết. Đó, ngày hôm qua mùng 7 thì âm lịch thì mình nghĩ chắc cũng không được tốt. Đó, nay hôm mùng 8 mình vận chuyển 10 con 3B này về tới huyện Ea Leo cho anh. Đó thì nội dung video là chuyến hành trình từ này về tới Ea Leo và công việc lên bò, lên xe và quay lại hình ảnh chi tiết những con bò mà mình để cho anh. Đó, khi nào ở trại của mình ăn uống nó như thế nào. Rồi, thì ngày mới, nội dung video của mình như thế nào thì mình cũng chưa biết nữa. Đó, thì cả nhà cũng theo dõi hết nội dung video để biết nội dung, cũng đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần là những video tiếp theo nhé cả nhà. Rồi, ngày mới bắt đầu, kính chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, chăn nuôi luôn được thuận lợi và theo dõi hết nội dung video với mình nào. Bắt đầu. Đó, thì trong lô này nó chỉ có hai con nhỏ thôi các bạn, hai con nó hơi nhỏ, hai con này, hai con này mình bán lý thì con 2-3 năm, con 2-4, mông đuôi thì cực kỳ tốt nhưng mà hơi nhỏ bê. Đó, đi đọc, thằng này là thằng nhỏ nhưng mà nó đọc chứ không phải là nhỏ, là do là nó đấy, đi nhỏ nhưng mà nó cực kỳ đọc. Đấy, kẹp này, đi 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 vô lên xi. Đó, nhỏ nhưng mà mông đụng muối, muối cơ, chân trụ to, nhỏ mà chân trụ khiếp luôn. Cái mình chân trụ mông đùi. Đi. Đi. Nào, lên xi. Đi. Đi. Con tự lên xe rồi các bạn. À, vì là bữa mình chở nó về xong rồi nó biết cái chỗ đó, ở đến đó nó là tự lên xe rồi này. Con bò mình này còn đang cục bê bên kia, nó treo đùng đùng lên này. Đó, con tự lên xe, tự giác xung phong. Đó, này nó còn ngay ngắn cái dòi nữa là cục luôn. Tự giác xung phong rất là giỏi, em cực kỳ giỏi. À, anh cục luôn nha. Rồi, tiếp theo con thứ hai. Đó, con em tự lên xe rồi. Leo 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 leo. Đi qua đường đây luôn. Đó. Sáng ra bỏ có chưa kịp ăn cả nha. Đó, đêm hôm mà bỏ cả đêm để nó đi sáng nó đói, đắm. Ê. Ăn mông đùi con nào nó khiếp không? Anh em thứ ba, ba thì ba bây giờ luôn, lên, 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 leo, leo, leo nha, đi lên, đi lên, bước. Vô.
Nó lượng lũ ghê vô, con nào dài ngắn lên trước. Đi 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 vô, đi 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 sáng nay được hai anh tự xung phong lên chi anh lo nữa. Đi vô 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 ai tự xung phong lên chi thanh niên điện trai nhất em mày. Giờ chưa cột luôn, tự thấy bò lên chi nó mò lên chi luôn. Con này nó ăn tốt, ăn cực kỳ tốt luôn, mông muối luôn. Ăn xì hết rồi còn mấy con đây. Em nào là em tiếp theo. Em nhỏ đi. Em nhỏ nhắc. Ăn xì. Nhỏ là lên xì dễ thương không? Đi vô vô luôn em. Vô vô. Nhìn không biết vấn đề gì xảy ra. Rồi. Ba chút chạy đâu rồi, chạy đâu rồi, chạy đâu rồi. Lo lên cho chạy đâu rồi, nào lên xi hết rồi mình đứng chạy đâu rồi. Lên lo đi chứ không nó nắng thí bà mày. Đi đi bước bước. Vô gọn gàng. Còn hai ông nữa. Hai ông nữa, lên xe đi giờ rồi. Ông hai siêu nem, ông hai lem nem. Rồi ra ra. Rồi ra ra. Nhìn chưa? Từ từ. Đi. Ê. Ui chú chạy nét cơ ra. Đi 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 lên 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 xì hết rồi, còn mình còn hai đứa nữa. Ngoài như ông lớn nha, cho ông lớn đứng quay đó. Lên xì luôn em ơi. Đây 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 lên xì luôn, đây lên xì về trở nó ăn tốt ăn ghê thiệt. Bụng gì mà hầu nào cũng như cái trống á. Đi đi. Hôm qua anh uống nước nữa vậy. Ừ, anh uống nước đồ mà tao về thấy bụng y như cái trống á. Cứ số là đồ là anh uống số đấy. Đi. Lên lên lên. Bước lên. Bước bước. Lên. Bước, bước lên. Bước bước lên. Lớn là vụ dữ nó lớn. Trọt trọt. Vậy vô. 10 con rồi đây các bạn. Hàng đều một lứa luôn, đứng một lốp luôn, mông đùi con nào nó tốt cực kỳ luôn. Đó rồi lên đường. Đó rồi lên giao như thế nào thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo nữa, chắc giờ lên bò quay hơi dài rồi. Cả nhà đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo liên tục bao giá bò hàng ngày. Lên được, mạnh vô, mạnh vô, mạnh vô. Rồi.